giáo dục Nguyễn Hiền xin thân mời các bạn tiếp tục theo dõi hồi ký về gia đình Nguyễn Tường, Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam, tác giả Nguyễn Thị Thế. Rời quê, chấm dứt cuộc sống ở quê ngoại Cẩm Giàng, nhà tôi dọn xuống Tân Đệ, chỗ anh cả làm việc, đi tàu hỏa lên Hà Nội, rồi đi tàu thủy xuống Tân Đệ. Lần đầu tiên đi tàu thủy, cái gì cũng khiến tôi bỡ ngỡ, mặt cứ ngẩn ra, và lòng tôi sao hồi hộp quá. Mà nào có phải một mình đi xa nhà đâu, nhà có mấy người đều đi cả, cũng chẳng có ai tiễn đưa. Tàu chạy, tiếng sóng vỗ vào mạn tàu chồng chình, nghiêng bên này ngã bên kia, mọi người bàn tán sắp qua sửa thần phù rồi đây. Và nội cho biết cửa sông này là ngã ba con sông chụm lại nên có sóng thần dữ lắm, tàu bà nào qua đây cũng phải làm lễ đốt vàng mới bình yên. Vì thế đã có câu linh đinh qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Bà nội và thầy tôi đã có một lần suýt chết nơi đây. Bà kể, năm đó thầy tôi mới 10 tuổi, tàu chạy đến đây vì trời tối, hai tàu đụng nhau, tàu chìm ngay. Nhờ thầy tôi bơi giỏi nên hai mẹ con thoát chết. Nghe kể, tôi lại càng sợ thêm vì tôi không biết bơi. Hồi bé ở nhà quê, cùng các em bên ngoại tắm ao tập bơi, chúng nó đều bơi được cả, riêng tôi cứ chìm, không sao nổi lên được, đành chịu. Gần đến bờ, người làm trên tàu đi lại, rao lên cho mọi người trở dậy, sửa soạn khỏi ngủ quên. Trời tối đen như mực, xa xa, có vài bóng đèn ở những chiếc thuyền con ra đón khách, gọi là bến, cho có tên đấy thôi. Chứ nhà cửa chỉ có lưa thưa ít cái. 10 giờ đêm, tàu cập bến Tân Đệ. Tàu đổ sát vào cầu, cho hành khách lên xuống. Hai bên có hai dãy nhà đèn sáng trưng. Anh tôi đã cho người nhà ra đón. Nhà anh là một phòng rộng, có ba cửa sổ. Mặt trước là phố huyện, mặt sau là ao vườn. Cũng giống Cẩm Giàng, nên tôi thấy đỡ nhớ quê. Đất ở đây là đất bãi phù sa bồi, nên đỏ, mịn, cây cối cũng tốt hơn ở Cẩm Giàng. Mấy làng lân cận dòng hoa để bán, toàn hoa hồng. Bà tôi an nhàn, đi đánh tổ tôm bên ông trợ tá, mấy ông chánh tổng, bá hộ ở trong làng. Cơm nước đã có anh người làm, nên tôi cũng đỡ vất vả. Em sáu tôi sang tỉnh Thái Bình học trọ nhà một người bạn, anh tôi cũng dạy học. Một tháng sau, được nghỉ lễ, bà tôi lên đón về chơi, dỡ hòm quần áo ra. Ôi thôi, mùi mốc đưa lên tận mũi. Quần áo, cái nào cũng mốc meo, chẳng có cái nào sạch. Hỏi, em tôi nói, em không biết giặt mà chẳng có ai giặt cho cả. Em cứ thay hết một lượt quần áo, em lại mặc lại. Bà tôi chỉ cười, bà bảo, cũng quên, không chỉ cho nó cách giặt, làm sao nó biết được. Từ bé đến giờ, đã phải giặt lần nào đâu. Thôi, để nó học ở nhà vậy. Mẹ tôi vẫn đi cân gạo khác nơi, vì có mình anh cả đi làm, chỉ đủ cho mấy bà cháu sống với nhau thôi. Anh hai đã thôi dạy học, xin được vào trường cao đẳng canh nông. Vì còn thiếu một tuổi nên các trường khác không nhận. Anh cả tôi làm đốc học, trường có mỗi một ông giáo. Ông hơn anh tôi tới 10 tuổi và đã có vợ con. Học trò khá đông, có hai lớp mà gần 200 trò. Chúng mến thầy lắm, nhiều đứa ở tận miền vẽ xa xôi, nghe nói thầy dạy hay cũng lên trọ để học.
Cha mẹ chúng là các ông lão làm ruộng, rất hiếu học, đem con lên xin học gửi gắm ông thầy. Anh tôi còn ít tuổi, chưa đến 20. Tôi thấy mấy ông già đứng khúm núm, anh tôi kéo ghế mời ngồi cũng không dám ngồi, còn anh học trò đứng ngơ ngác sau lưng. Tình cha con thầy trò thắm thiết làm tôi thấy man man. Những ngày Tết, nhất là mùng năm Tết Nguyên Đán, cha mẹ học trò từ các vùng quê đem lên biếu thầy cam bưởi vườn nhà. Anh tôi nhất định không lấy, nhưng họ đâu có chịu, lại tưởng lầm anh chê món quà đạm bạc chăng. Sau anh tôi phải giảng giải mãi ông cụ mới hiểu. Anh tôi nói, dạy học là bổn phận chúng tôi, ăn lương nhà nước, sau là làm thầy, ai cũng muốn học trò giỏi, và học giỏi, đó cũng là cách đền ơn thầy. Thằng cháu nhà ông học được, nó thông minh dễ bảo, mới lên học mà đã nhất nhì trong lớp, ông cố mà cho nó học. Học hết lớp ở đây, tôi sẽ gửi sang tỉnh học. Tôi có mấy người bạn dạy trên tỉnh, tôi sẽ nhờ trông nom giúp ông. Nhìn nét mặt ông cụ, đã thấy rõ vẻ hân hoan ngày con thi đỗ. Tôi lại nhớ ngày hai anh thi đậu lần đầu. Bà nội, mẹ tôi vui mừng, nỗi vui lây cả sang hàng xóm, láng giềng. Mẹ tôi buôn bán, ngày một thêm khó kiếm ăn, nên việc anh đi làm là đỡ được một nửa gánh nặng gia đình cho mẹ tôi. Tết năm đó, nhà tôi ăn cái Tết xa cẩm vàng, tạm gọi là đầy đủ, không còn cảnh mẹ tôi vào buồng trốn nợ, cảnh mợ tôi đòi nợ, hai chị em cãi nhau. Bà nội vừa khóc vừa nói, bà ngoại tôi miễn cưỡng cho mấy cái bánh chưng, chọn cái nào thật méo mó. Tôi đứng đợi, chỉ sợ bà đổi ý, lại không cho chăng, nên chẳng dám chê khen gì. Vậy mà lúc đem về, mẹ tôi thấy mấy cái bánh lại bắt đem trả. Tôi lo quá, may bà nội bảo thôi, bà cụ đã cho thì để đấy cho trẻ nó ăn, đem trả lại thêm bất hòa ra. Tết năm nay, bà nội đã nhờ người gói bánh hộ. 28 Tết, mẹ tôi đi cân gạo về. Hai anh học ở Hà Nội cũng về ăn Tết. Gia đình sum họp thật là vui. Chiều 30, mẹ tôi làm cỗ cúng, lại thấy thằng bé học trò anh tôi đem hai cái chân giò đến tế thầy. Anh tôi không lấy, bắt nó đem về. Nó không biết nói sao, đứng khóc hù hù. Tôi nghĩ, thầy không lấy thì đem về mà ăn càng mừng, chứ sao mà khóc. Bà tôi bảo, nhận cho nó đi. Không nó đem về, bố nó lại tưởng thầy ghét bỏ nên không nhận. Người nhà quê họ chất phác, đem biếu ai là mong người đó nhận, trả lại họ buồn. Anh tôi phải nhận, lại cho nó ba hào, bảo đem về mua pháo Tết, tranh Tết cho các em. Sau Tết, mẹ tôi lại đi buôn bán, các anh đi học. Nhà vắng vẻ, tôi ở nhà một mình, không có bạn gái cũng buồn. Tôi nhớ quê ngoại, nhớ mấy đứa em họ chơi với nhau từ bé. Tuy khác nhà nhưng chung vườn chung sân. Nào chơi bán hàng, trèo cây ăn trái, buổi trưa rủ nhau đi xúc ốc, bắt cá, hay thơ thẩn qua nhà chị Lê, chị Đối, hay ngồi nghe chị Diệu hát bài Anh Trương Chi. Cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ bài hát đó. Mỗi lần hát lên lại nhớ cả quãng đời thơ ấu. Mái nhà tranh, làn gió nhẹ thổi qua ruộng lúa thẳng tắp tận chân trời. Mấy con cò trắng vỗ cánh bay lên, tưởng như tiếng hát chị Lựu còn văng vẳng đâu đây. Tôi bây giờ đã lớn, lại là em một ông đốc học, xung quanh toàn học trò con trai, hơn tôi hàng mươi tuổi. Nhà tôi ở đầu phòng, lúc đi xuống bếp, phải qua sân, học trò trông thấy đều cúi đầu chào lễ phép. Vì thế, bắt buộc tôi phải đi đứng nghiêm trang. Ngày Chủ nhật hoặc buổi chiều tan học, một mình tôi buồn bã ra đứng ở cầu ao. Trời hơi lạnh, mấy con chim vỗ cánh bay về tổ. Dưới ao, mặt nước lăn tăn,
mấy bông bèo Nhật Bản màu tím biếc. Tôi ao ước được trở lại sống ở quê nhà. Anh tôi có một người bạn dạy học ở tỉnh Thái, không có chủ nhật nào là không sang chơi với anh, như hình với bóng. Chiều thứ bảy, trước khi đi dạy học, đã xin phép bà mẹ, nhà chỉ có hai mẹ con thôi, để xong buổi học là thuê xe sang thẳng. Sợ trời tối vì đường từ tỉnh đến bến Tân Đệ cũng gần 30 cây số. Lần nào đến nơi, nhà cũng ăn cơm xong rồi, người nhà phải đi thổi cơm, nhiều khi không có món ăn, anh người làm lấy dưa kiệu chua nấu rồi đập trứng vào. Vậy mà anh ta ăn ngon lành, lần nào cũng bắt làm món đó. Tôi bực mình quá, vì có người lạ, tôi ra vào không được tự nhiên. Tôi cùng mấy em sang ngồi bên lớp học, ở đây cũng chẳng có gì vui. Tối đến, hai người lại rù rì nói chuyện. Có khi sáng thứ hai ông bạn mới về, mấy người bạn anh tôi đã tặng cho hai người biệt hiệu là đôi nhân tình. Ở Tân Đệ được một năm, tháng 6 năm sau, nước sông lên cao, tràn ngập cả huyện, đi lại phải dùng thuyền. May nhà trường nền cao nên không bị ngập, nhưng sự đi lại cũng khó khăn. Nước xuống, mẹ tôi thuê nhà ở Hà Nội đón gia đình về ở, còn anh tôi ở trọ nhà ông giáo. Nhà tôi thuê ở hàng bún, nhà có hai phòng, phòng ngoài vừa làm phòng khách, vừa để anh tôi ở, phòng trong hẹp hơn. Năm đó, anh Tam làm ở sở tài chính, bắt đầu viết quyển Nho Phong vào năm 1924. Vì ít giờ để viết, nên anh bắt nhà nắm cơm, mang búi vừng vào sở ăn trưa, viết tiếp, tối mới về nhà. Anh làm việc mê mãi, có hôm về ăn cơm, mặc nguyên áo dài, lúc đi làm đáng trí, lại mặc thêm một cái áo dài nữa mà không hay, đến sở làm mới biết. Hồi đó, anh Toàn mặc ta, ghét âu phục lắm. Áo may bằng vải ta, dệt, đi giày ta, đội khăn xếp. Tôi và mẹ tôi mặc áo the, đội khăn nhiễu tam giang. Tôi thật khổ, mỗi lần vấn khăn vì nhiễu ta nhuộm bị thôi tím cả mặt. Anh tôi dọa, nếu cô nằm đội khăn sa tanh, tôi đem đốt, áo dài không cho cài năm cúc. Tối đến, anh bắt tôi hát, thế nào là giọng ru em, giọng hát những người làm cỏ ở ngoài đồng. Anh còn hỏi, áo các cô gái nhà quê mặc ra sao, thế nào là áo tứ thân, áo đổi vai, nón nhị thôn hình dáng thế nào. Anh hỏi cả tục lệ trong làng, nhiều khi bí quá, tôi phải hỏi bà nội và mẹ, tôi mới hiểu được. Mấy tháng sau, quyển Nho Phong ra đời, tôi đọc cho mẹ tôi nghe. Bà bảo chuyện thật thà, ngây thơ. Riêng tôi chẳng hiểu gì, vì lúc bé học toàn tiếng Pháp, tiếng Việt mỗi tuần có vài bài. Tôi lại ít đọc truyện. Truyện Kiều, bà nội cấm không cho cả ngâm nữa. Bà bảo, đàn ông chớ kể Phan Trần, đàn bà chớ kể Thúy Vân Thúy Kiều. Vì vậy, ngay quốc ngữ tôi cũng chưa thông lắm. Sau đó, anh Tam viết tiếp quyển Người Quay Tơ, nhất định in bằng giấy bản của mình làm ra. Anh sưu tầm được nhiều quyển sách chữ Nho rất đẹp. Anh bảo, nếu chữ Nho in lên giấy bản được thì sao không in chữ quốc ngữ. Anh đem giấy bản lên nhà in in thử, thành công, anh mừng rỡ, đem về cho cả nhà xem. Thế là quyển Người Quay Tơ ra đời. Đến nay, tôi chỉ còn nhớ có mấy bức vẽ thôi.